Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC hiện đang quản lý khoảng 570 km đường cao tốc với gần 195 làn thu phí. Theo lãnh đạo đơn vị này, từ nay đến cuối năm chỉ kỳ vọng thực hiện thu phí tự động không dừng cho khoảng 15 làn tự đầu tư. Gần 180 làn còn lại sẽ thuê cung cấp thiết bị dịch vụ thì sớm nhất phải sang tháng 3 năm sau mới xong. VEC là một doanh nghiệp mà đầu tư các cái tuyến đường cao tốc bằng các cái nguồn vay của các nhà tài trợ nước ngoài, và các cái nguồn tài trợ này thì khi mà dự án đã kết thúc thì VEC không thể sử dụng các cái nguồn này nữa mà buộc phải đi tìm các nguồn vốn khác, và cái việc tìm các nguồn vốn khác cũng rất là khó khăn đối với doanh nghiệp nhà nước 100% như VEC. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình là tuyến duy nhất sẽ được VEC đầu tư các làn thu phí tự động không dừng. Mỗi trạm sẽ có từ 1 đến 2 làn, tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn dư của dự án. Vì không huy động được thêm vốn nên gần 180 làn còn lại sẽ được VEC thuê đơn vị khác cung cấp thiết bị và vận hành. Chi phí sẽ được thanh toán từ nguồn kinh phí tổ chức thu phí hàng năm. Không có gì vướng mắc thì có thể là cuối năm nay thì 15 làn này có thể xong. Còn các cái tuyến khác thì do cũng vướng mắc về vấn đề mà nguồn vốn và các cái thủ tục đấu thầu, lựa chọn thầu, thì kỳ vọng là thời gian mà 31 tháng 12 thì chắc là cũng không kịp. Nhiệm vụ thực hiện thu phí tự động không dừng đã được đặt ra từ 3 năm nay, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến hạn chót theo chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, đến nay dù là đơn vị đang quản lý số lượng trạm thu phí nhiều nhất trên cả nước, nhưng VEC mới mở thầu chọn nhà cung cấp được 2 ngày. Theo các chuyên gia, VEC là đơn vị sử dụng 100% vốn nhà nước, đáng nhẽ phải đi đầu trong việc thực hiện thu phí không dừng để minh bạch thu phí, nhưng thực tế lại đang là đơn vị chậm trễ nhất.